Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một con xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật Bản, Nexu XS 300 anh em ạ. Con xe này khá là cổ, cũng là lâu đời lắm rồi ấy, các bạn ơi. IS 300 Lexus lần đầu tiên ở trong ETS2 các bạn ạ. Xe trang bị 4 cửa. Đấy, phía trước logo hình thương hiệu của Lexus khá là sang trọng. Đấy, đèn đèn pha cũng khá là sáng các bạn. Xi nhan đây, để tôi nổ máy lên xem xi nhan. Ôi, xi nhan khá là ok đấy, nói chung là xe không đến nỗi anh em ạ. Cái con xe này cũ thì cũ thật nhưng mà nó lại là sử dụng số tự động các bạn. Xe mặc dù là cổ lắm, nói chung là con xe này cũng lâu đời rồi. Không có một cái màn hình gì hết, nói chung mà khá là cổ. Nó thì cổ thì cũng không phải đến cổ đâu nhưng mà nó cũng khá là sang trọng đấy các bạn ạ. Dòng Nexo cũng khá là thương hiệu rồi. Đấy, kính chỉnh điện các bạn. Nhưng mà chả thấy gương xuống thì chắc là không hiển thị rồi các bạn ạ. Nhưng mà không sao. Hôm nay tôi sẽ trải nghiệm cho anh em cái con xe Lexus đầu tiên trong ETS2 các bạn. Lâu lắm rồi mới thấy con Lexus luôn đấy các bạn. Chứ trước giờ không có thấy anh em ạ. Đấy, ở bên ngoài thì hôm nay tôi chọn tông màu xanh. Lexus IS 300. Đấy, tông màu xanh cũng khá là đơn giản và nhẹ nhàng thôi, cũng không có cầu kỳ cho lắm. Hôm nay tiếp tục là một cái map nông thôn nữa anh em ạ. Đấy, thì tiếp tục là review cái map nông thôn xem cảm giác con Nexu này nó chạy như nào, chắc là nó phê phết đấy các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu gọi là hành trình trải nghiệm cái con xe này. Đấy, tôi rất là từ tốn nha anh em, chạy rất từ tốn, các bạn cứ phải bình tĩnh. Đấy, lái xe là phải bình tĩnh anh em ạ. Đấy, mở cái GPS lên cho anh em coi. Lái xe là phải bình tĩnh, không đi đâu phải vội hết các bạn ạ. Uầy, cái map chưa chi đó nó ngoằn ngoèo ra phê thế nhỉ. Không biết chạy xa thì nó như nào chứ mới ra cái mà nó đã làm cho người khác hấp dẫn rồi anh em ơi. Ôi giời, con này động cơ kêu ghê nhỉ. Cái âm thanh của nó nghe đã tai phật, đã tai thật sự luôn anh em. Đấy, vừa các bạn thấy cái đường không? Trời ơi, đường nó nghiêng nghiêng ngả 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 nghiêng nghiêng anh em ạ. Ủa, ở đây có một cái chợ à? Một cái chợ và xe buýt họ đậu lại, họ chắc là có gì rồi các bạn ạ. Kiểu dừng lại bắt khách. Hơi bị nghiêng anh em ơi. Hơi bị nghiêng. Đấy, map nhìn nó phê luôn. Ui, các bạn nghe thì tiếng động cơ sướng thực sự luôn. Đúng là Lexus có khác nhỉ. Xe sang có khác, mặc dù bây giờ nó không có gọi là sang nhưng mà những cái năm mà nó mới ra thì thật sự với các bạn là con xe này gọi là đẳng cấp với các bạn ạ. Dòng Lexus thì trước giờ nó cũng khá là đắt tiền anh em, không có rẻ đâu. Nhưng mà tất nhiên nó cũng không thể nào mà so sánh được với Mẹt, với ông đi với BM Đức được rồi các bạn ạ. Cái đó thì là so sánh không thể nào mà so sánh được. Nhưng mà công nhận là xe cũng khá là ngon đấy anh em, động cơ cũng khá là ok đấy. Nãy giờ chạy cũng khá là phê đấy anh em. Đây, tôi vượt cho các bạn nhé. Trời ơi. Ui, thấy 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 thấy. Không sao, không sao, không sao. Các bạn thấy không? Đây đây, tôi nhìn gương đấy. Mình thấy không sao, không sao. Con xe này nhỏ mà, xe con mà. Xe con cho nên là lách nó cũng khá là dễ anh em ạ. Đấy. Chạy cũng khá là phê đấy các bạn ơi. Vượt luôn nha các bạn ơi. Tôi chả hiểu sao mà tôi cứ cầm xe con là tôi chỉ có thích vượt rồi các bạn. Xe con nó vượt dễ, nó vượt dễ hơn là mấy cái xe bự. Tôi chạy đầu kéo thì tôi đâu có vượt được đâu, rất là khó vượt luôn các bạn. Mỗi lần mà đề ba lên là thấy xe rồi, mỗi lần đề ba lên là có xe rồi các bạn.
cho nên là chán chẳng muốn vượt. Nhưng mà xe con thì đề ba nhanh lắm, đạp ga lên cái là nó lên 70-100 liền các bạn. Đó, anh em thấy không? Ok, đây có xe rồi. Đấy, anh em thấy không? Lách xù nhá. Chạy bao ngon luôn. Lách xù chạy bao ngon, bao phê anh em ạ. Xe con thì nó cũng khá là nhỏ gọn cho nên là nó lách cũng khá là dễ anh em. Làm phá hết hồn hết trời. Làm phá hết hồn luôn đấy các bạn ơi. Đấy. Trời ơi anh em ơi, thấy không? Lách xù của Khang. Chạy xuống đấy nhở. Đấy các bạn thấy không? Ui giời ơi. Hơi phê đấy, hơi là bị phê luôn đấy các bạn ạ. Ủa, đằng trước có cái gì kẹt đường đấy nhỉ các bạn nhỉ? Trời, cái ông này rõ ràng người ta đi đằng trước mà ông lại tự dưng ở đâu chui ra ông vượt. Trời ơi. Làm người ta đang chạy phê mà tự dưng tụt cả hứng nha các bạn. Ok anh em, con xe này rất là ngon và rất là phê luôn. Tôi review như vậy là quá là ok luôn anh em. Đấy, map biết các thứ. Map này, xe này, đầy đủ hết nha các bạn. Các bạn chỉ việc tải về chơi thôi. Trải nghiệm rất chi là ngon luôn. Đấy các bạn thấy không? Next xù chạy nó sướng thật. Chạy cái map này nó hơi bị ngoằn ngoèo, nguy hiểm. Nhưng mà tôi chạy các bạn thấy không? Chạy khác hẳn luôn. Ui trời ơi. Mén chút nữa thì vỡ alo rồi các bạn ạ. Như là đu ấy các bạn ơi. Đấy trời, con Next xù này nó êm với cả nó không bị lật xe các bạn ạ. Khá là ok đấy các bạn ơi. Xe ngon thực sự luôn các bạn. Như kiểu tôi đang đi đua ấy các bạn ạ. Đua một cái map gọi là nguy hiểm các bạn ơi. Đó các bạn thấy không? Rồi rồi. Đây bây giờ tôi sẽ. Ủa ở đây có trường học à? À đây 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 trường học đây các bạn ơi. Tôi sẽ đón học sinh các bạn ạ. Đấy, Nexo này là đón toàn là nhà giàu đại gia thôi các bạn ơi. Đấy anh em thấy không? Đó, lùi lại một chút nữa. Ok anh em, tiện thể mua cái đồ ăn. Đồ ăn đấy, cái quán ăn vặt này các bạn ơi. Đấy, ok anh em. Trời ơi. Nói chung mà con xe này nó phải gọi là chất lượng thực sự luôn. Chạy nãy giờ chạy khá là phê đấy các bạn ạ. Ok thì thôi, tôi sẽ dừng cái clip đây thôi. Và cảm ơn tất cả anh em đã coi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Còn bây giờ thì bye.